Northwest Community College dường như không còn quá xa lạ đối với các du học sinh Việt Nam hiện nay. Canada luôn được mệnh danh là điểm đến du học của rất nhiều sinh viên Việt Nam với hệ thống giáo dục chất lượng cao, môi trường sống thì thích hợp và đặc biệt là chính sách định cư hấp dẫn. Song để đến gần với giấc mơ du học, các bạn sinh viên Việt Nam gặp không ít trở ngại, đặc biệt là những khó khăn cho việc xin cấp thị thực visa. Để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh trong thủ tục xin cấp visa, chính phủ Canada cùng với tổ chức College and Institute Canada đã thông qua chương trình Canada Express Study, du học Canada dễ dàng với visa ưu tiên. Thì chương trình Canada Express Study ra đời là một cánh cửa tuyệt vời cho các bạn có ước mơ du học tại Northwest Community College. Thì hãy cùng với công ty Tân Đại Dương chúng tôi tìm hiểu về ngôi trường danh tiếng này. Thì Northwest Community College được thành lập vào năm 1975 tại Terrence, bang British Columbia. Trường cung cấp các chương trình chất lượng giáo dục và giá cả phải chăng, các chương trình như là chứng chỉ cao đẳng. Trường chuyên đào tạo các chuyên ngành như sau: quản trị kinh doanh, giáo dục mầm non, xã hội học, khảo cổ học và quản lý tài nguyên, vân vân. Ngoài ra còn rất là nhiều các chuyên ngành khác. Các bạn hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm về thông tin chi tiết về học bổng nè, về hồ sơ du học cũng như là các kỳ khai giảng trong năm theo số điện thoại 38484879. Còn về chương trình Canada Express Study là chương trình thí điểm được Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Canada tại thành phố Hà Nội và cơ quan di trú tị nạn và quốc tịch Canada công bố vào hôm cuối tháng 2 vừa rồi. Chương trình mục đích thúc đẩy quá trình cấp xét visa ưu tiên cho sinh viên Việt Nam, góp phần khuyến khích thêm nhiều sinh viên lựa chọn Canada là điểm đến học tập. Chương trình triển khai từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 và kéo dài trong vòng 18 tháng, sau đó có thể sẽ được gia hạn và mở rộng. Về điều kiện tham gia chương trình, sinh viên muốn xin thị thực du học thông qua chương trình CES phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây: được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường tham gia chương trình thuộc là thành viên của các hiệp hội các trường cao đẳng và học viện của Canada, bằng chứng đã chi trả học phí trong vòng 1 năm học, đạt tối thiểu IELTS 5.0, trong đó không có kỹ năng nào dưới 4.5 trong vòng 2 năm gần đây nhất. Mua chứng chỉ đầu tư đảm bảo từ Scotiabank với trị giá 10.000 đô la Canada để chi trả sinh hoạt phí trong năm học đầu tiên tại Canada của mình. Nộp hồ sơ xin thị thực 60 ngày trước ngày nhập học, tiến hành khám sức khỏe tối thiểu 1 tuần trước cái ngày nộp đơn xin thị thực. Sau đây chúng tôi xin đưa ra những ưu điểm chính của chương trình CS là ưu tiên trong quá trình cấp xét thị thực đối với hồ sơ xin học tại các trường thành viên tham gia chương trình CS. Hồ sơ chứng minh tài chính gọn nhẹ, thời gian xét visa nhanh hơn. Mọi thông tin chi tiết về chương trình cũng như là giải đáp các thắc mắc, các bạn hãy đến với chúng tôi theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi có một chi nhánh nữa ở ngoài thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh nào ở thành phố Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.